này á, là Phước Sự không nghĩ là nó có quá nhiều thứ để mình tốn thời gian với nó như vậy đâu. Nhưng mà thời gian là vàng là bạc, nhưng mà chỉ cần một thời gian ngắn thôi mình có thể trải nghiệm tất cả những dịch vụ ở đây. Thì như Phước Sự và chị Thúy Bình có thể trải nghiệm, đó là một cái những cái mô hình gọi là khá đặc biệt ở đây là pizza, phải không? Đúng rồi, người lớn cũng bên cạnh là trẻ em, và người lớn cũng có những trò chơi của mình như là đánh pizza hay là những trò chơi khác ở đây rất là tiện ích và không sợ là nguy hiểm cho em bé, bởi vì là trong một cái quần thể rất là an toàn như này. Đúng rồi, vào đây thì mình có thể trải nghiệm nè, mình có thể là uống những ly cocktail và nhìn view trực hồ bơi. Dạ. Thì một cái view khá đẹp, và vào đây thì mình có thể là chiêu ngắm toàn bộ biển nè, mình có thể ngắm uống những ly cocktail và hòa mình vào một không khí kết hợp vừa thiên nhiên vừa biển xinh đẹp như thế này, phải không? Đúng, mang tính chất là nghỉ dưỡng, quên hết ở bên thành phố Sài Gòn nóng nực mà vào đây là hòa mình và cảm nhận rất là relax. Rồi, ok, thì có quá nhiều thứ, chị Thúy Bình ạ. Em chắc lạc vào đây giống như một lạc vào một cái xứ sở thiên thần nào đó. Chắc là phải cuối tuần nào đó em phải dành một thời gian để cho mình và gia đình để khám phá tất cả những cái tiện ích mà tại Grand Trip này. 15 chuỗi nhà hàng phải không? Đúng và rồi. Được tắm những bể bơi rất là sang xịn mịn ấy, đúng không? Ở tại nơi đây á. Dạ đúng rồi. Ok, thì mình có thể rảo theo những cung đường dọc theo những cái cung đường bên trong tòa nhà này, thì có khá nhiều cái nơi gọi là mình có thể nghỉ dưỡng nè, ngồi relax nè, và để tiếp khách ở đây nữa. Cà phê, đúng rồi, mình tiếp khách ở đây, mình trao đổi. Như cái Phước Sự và chị Tý Bình đang đứng tại một cái tầng số 2 của khách sạn Holiday Inn Resort. Yeah. Một khách sạn khá đẹp, ở đây một cái tầm view khá đẹp chị ạ. Nhìn xuống tầng 1 và mình có lối đi xuống tầng hầm. Từ đây thì mình có thể là nhìn chỉ ra chỉ cách vài bước chân thôi đã ra được biển phía sau, là nhìn thấy một cái không gian rất là mênh mông mà cảm giác rất là thư thái tại những dịp cuối tuần hay là ngay lúc này đây. Mình nhìn thấy là mình sẽ cảm nhận được thiên nhiên ở tại nơi đây. Chính xác. Thì Phước Sự và chị Thúy Bình cùng mình vào cái khách sạn Holiday Inn. Đúng rồi, ngoài ra có chuỗi phía trước mặt mình đây là The Grand Food Court, là chuỗi nhà hàng cũng rất là đặc biệt ở tại nơi đây. Đúng rồi chị. Mình có thể tham khảo một vài cái món ăn ở đây đó chị. Thì món ăn ở đây nó có gì hấp dẫn và mức giá như thế nào mà có thể là những người bình thường như mình này nè, mình có thể tham khảo gọi là mức giá ở đây, và mình có thể tham khảo được những cái thực đơn ở đây nó có gì hấp dẫn cho quý anh chị, phải không? The Grand Food Court đây là từ Á tới Âu, nhưng mình dùng được tất cả những được cả cái giá bình dân rất đơn giản, nhưng mà cùng với lại chủ nhà hàng ở đây, những tay đầu bếp nấu rất là khó tính, và được trải nghiệm những người khách hàng, những vị khách hàng khó tính nhất cũng đều khen những món ở tại nơi đây, The Grand Food Court. Đúng rồi, chỉ một mức giá khoảng chỉ hơn 100k thôi. Hơn 100k thôi, đúng rồi. Mình có thể được sở hữu những cái món ăn cực kỳ hấp dẫn tại Grand Trip này. Phải nói là một tổ hợp giải trí cực kỳ hấp dẫn, nhưng có những cái giá mức món ăn cực kỳ đặc biệt, nhưng mà giá bình dân gì ạ? Giá bình dân, mà đặc biệt hơn nữa đấy là giờ mở cửa là đến từ sáng cho đến tận tối luôn, mình không cần phải đặt trước. Đó là chị, cái hay là những tại cái món này nè cực kỳ ngon nè chị nè. Siêu mại gì nè, rồi một khoảng là có 128k thôi à. Đúng rồi, chỉ cần gia đình mình nghỉ dưỡng tại nơi đây cũng không quá để mà xa xỉ. Đúng rồi, đúng những rồi. Món xa xỉ mà mình đã được trải nghiệm và thưởng thức rồi ạ, quý vị ạ. Chắc ăn rồi, em sẽ dẫn cà rết xuống đây vào cuối tuần vậy ạ. Chắc chắn là điều đó là phải dẫn cả nhà, cả nhất là những rồi người chị, thân yêu của mình, đúng không ạ? Chắc ăn rồi. Khi mà mình ở khách sạn Holiday Inn đó chị, thì em rất là thích cái cảm giác là ngồi từ khách sạn hoặc ngồi từ những cái ban công, rồi mình nhìn view về biển, mình muốn thả lòng và muốn hòa mình vào biển đó, thì chắc ăn đây là một vị trí khá đẹp và một cái nơi gọi là check-in cực kỳ hấp dẫn, đúng không chị? Đúng rồi đó.
Rồi em mời chị Thúy Bình ạ. Rồi, đấy có phải là theo như lời mình nói không? Biển xanh và cát trắng, nắng vàng thì chúng ta tận hưởng cái không khí thiên nhiên ở ngoài trời. À, xa xa là một chiếc hồ bơi chị ạ. Em gọi là chiếc hồ bơi, tràn bờ khá đẹp chị ạ. Em không còn có một cái cảm giác nào mà thốt lên được. Nó quá bờ rồi chị ạ. Đúng rồi.